Em chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Chúc bà con cô bác có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đầu đường Hải Triều. Ngay đây có tòa nhà Vitexco 68 tầng. Và tiệm bánh Như Lan ở trên đường Hàm Nghi nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng cái chợ cũ để gợi nhớ một cái kỷ niệm xưa khi mà bà con còn ở ở Sài Gòn. Trong những cái dịp Tết thì mọi người đi mua sắm rồi hoặc là bán đồ Tết. Đây hiện tại thì mình đang đi trên đường Hàm Nghi, rồi xíu nữa tới cái ngã tư Tôn Thất Đạm thì mình sẽ quẹo vô bên phải. Đây hiệu bánh Như Lan quán rất là đông luôn, đầy đủ các món hết, bánh chưng rồi chả lụa rồi giò thủ, bán nói chung là Như Lan bán bốn mùa luôn á. Có tiếng Sài Gòn từ những thập niên 80 luôn, 50 không ta? Hình như là em biết từ thập niên 80 là có rồi đó. Còn trước đó thì không biết như thế nào ha. Cô chú anh chị có thể cho em xin comment để rõ hơn ha. Nhờ cái kênh YouTube này thì em học hỏi rất là nhiều điều hay từ các anh chị đã chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đây, chúng ta đi đến cái đầu đường Tôn Thất Đạm với Hàm Nghi ở đây. Thì có đạm khúc bên đây thì là ngân hàng không à. Đi thẳng ở kia là cầu Móng. Cầu Móng ngày xưa đi qua quận 4. Thì đây thì có cái ngân hàng Vietinbank rất là lớn luôn. Nói chung đường Hàm Nghi này là những cái tập hợp những cái ngân hàng. Rồi chúng ta đi, bắt đầu đi đến chợ cũ. Mình đi dạo một vòng đi rồi mình nhìn bà con cô bác xong rồi quay lại mua nước ngọt. Thì hôm nay vợ chồng em sẽ đi chợ cũ. Lúc nãy giờ đi là mấy chợ đó, đi qua công ty bên quận 7 xong cái tặng quà này kia, rồi đi ghé sẵn ghé cái chợ hoa ngay chỗ Trần Xuân Soạn. À, bây giờ đến chợ cũ. À đây thì bán hoa, bán nước ngọt, bán thịt. À, đặc biệt ở đây bán rượu coca, rượu nước ngọt. À, rất là nhiều luôn. Sạp thịt bò của ông bà Bích. Chợ này buổi sáng mình đi tầm 10 giờ đông, còn 7-8 giờ không có đông, 7-8 giờ vắng lắm. Giờ mình nhìn bên phải trước đi ha, chút xíu nữa mình nhìn bên vai trái, chứ nhìn hai bên thì không hết được. Rồi chúng ta đi tiếp, đây là sạp 67, rồi là 75. Rồi đến đây là khúc này hết rồi. À, bán cho tôi rồi. Rồi chúng ta sẽ hoàn lại. Này, lúc nãy cái điện thoại nó hết dung lượng do nãy giờ đi quay nhiều quá. Rồi bà con thông cảm nha, xíu nữa sẽ quay lại khúc gián đoạn đó. À, đến đây là cuối rồi, chỗ này nắng
rồi chúng ta sẽ hoành lại nha. Sạp xa bốn hình như là vậy, sạp tên Sấm Phúng nơi có con trai. Rồi chúng ta đi đến sạp là sạp 136. Nhìn chung cái chợ cũ này thì rất là mát buổi chiều, rất là thoáng. Đây ngày xưa không biết có là cái gì nhưng mà bây giờ là cái tòa nhà cao, nhìn rất là cổ. Ở nhìn rất là sang. Cái chung cư cái bên thì hơi lâu năm chút, nhà kiến trúc rất là chắc. Nào thấy cô hàng hàng ta. Đây là sạp đây hồi xưa là nổi tiếng bán rượu. Chợ cũ là nổi tiếng bán rượu ngày xưa mà. Nhưng mà bây giờ rượu thì không còn nhiều như hồi xưa nữa. Đây có bán hàng hàng đây. Chào cô, phải không cô? Cô nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Cô khỏe không? À, hiện giờ lửa nè. Nho đi 180. Nho 180 hả? À, trước khi mua chắc cái chị Dân đã hỏi thăm cô á. Chị Dân anh Dũng xưa bán hủ tiếu con bà Tùng ở 102. Không nhớ nổi nữa. Không nhớ rồi, cái lâu lắm, chị đi lâu lắm à. Đúng rồi. Ở giờ cây đây mà con lắp nho với lắp nãy nó lắp nho là nhiêu? 108. Rồi lắp cái này. 202. Xá xị là trên lắp không? Đúng rồi, xá xị rồi, xá xị. Thì đất tao thôi giống xá xị. Nó giống xá xị à. À giống xá xị chứ không phải xá xị. Ở đây lóc xá xị đi, ơ lóc này đi. Nho, cho lóc nho, cây nho. Không không, bếp bơ nè. À, cây nước bếp bơ. Cô bán này lâu lắm rồi ha. Tại gì nữa ta này có. Ủa cái loại này nó đủ loại hả? Không hơn. Đủ mùi luôn. Nè, cô nói nhiêu? Cô ạ. Cô nói lại nhiêu? Nó 90 ngàn. 90 không? Cô lấy lóc luôn. 229 là 301. Rồi tính tiền đi. Chút xíu nữa lại chở nha. Tính tiền luôn. Rồi 301. Thấy xa xị không? Bỏ nó xuống lấy cái gì? Quăng mấy cái này, quăng cái cây vậy. Quăng bao, quăng nó như được quăng đâu. Anh sẽ lấy cây này, lấy cây xa xị. Đúng rồi. Đang gửi tiền con. Đi lang thang chút nữa. 301, nó là 90. Dạ. Đúng rồi. Cái cây này là anh này lấy. Ở hồi cô có đây không? Có mà. À, sao hồi gặp anh khác không biết. Có 18. Rồi. Tập 46. 46 bán gì ta? Em lại hỏi rồi. Để em coi lại coi. Ừ.
sạp sao vậy? Cần sắm, sắm cúng. Sáu bốn. Hỏi đúng rồi nha, hỏi sạp sắm cúng là sắm phụng. Sao lên không áo sạp này là? Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Sắm phụng luôn, 64B, 64B. Rồi bán bánh lăng. Ở đây bán bánh đó không anh? Anh có cái chị Dân á, chị Dân gọi lời thăm anh. Dạ. Chị Dân con bà Tùng mở 102 á. Anh là anh có tật á không? À, chị kiếm anh quá trời luôn á. Bữa nay chị Bảy mới gặp anh Việt phải không? Dạ. Chị Dân anh Dũng. Con bà Tùng. À con bà Tùng hồi xưa ở đây. Dạ đúng rồi. Em quay phim xíu nha, cho chị thấy hình anh. Chị Bảy giờ nhìn thấy anh Việt. À. Sẵn ghé, nay em đi chợ đây nè, mua đồ lung tung đây nè. Dạ không, em ở đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sẵn chị gửi lại thăm mấy người ở đây nè. Rồi sẵn em mua đồ ở đây luôn. Giờ nãy mua nước ngọt rồi, giờ tới mua bánh nè. Biết rồi. Em đó chị bán hủ tiếu đúng không? Em Vân đó bà. À. Biết. Em Vân dưới nè. À, rồi dì Bảy nữa, rồi cái gì? Qua đường sạp 46 ai gặp dì Bảy hỏi chị Trinh. Đường đã mở ra. Chị Trinh. Vừa dì Bảy bán gì? Mở xong à mở đó, đó đó đó. À thôi. Mở đó đó. Thôi đừng mua này trước đi. Mua gì? Để mắc can bán sao nha, thêm mắc can. 250 ký. Lấy em nửa ký. Lọ này là nó tách sẵn rồi không à? Không chưa. Nó có cưa, nó cưa ra rồi nè. Cưa rồi. À. Lấy em nửa ký. 125. Với lại chung mua mỗi chỗ ủng hộ chút cho vui. Đang làm clip hả? Khỏe không? Chị Bảy khỏe, chị Bảy khỏe. Chỉ gửi lời hỏi thăm sớm ở đây. Nó nguyên con đường này là ai chị cũng biết hết á. Em đi dạo cái là chị biết mặt hết trơn à. Không gửi tiền không? Mấy chục năm ha, hai gần 30 năm á. 30 năm chị không có về. Đem qua hỏi dì Bảy nha. Sạp đó là 46A đúng không? Dạ. Bên đó bán gì ta? Các loại luôn, giống như bên đây thôi. Đây toàn là những người cũ quán không à, ít không có sạp mới hả? Là cũ. À, toàn là cũ quán không à, cũ lâu năm luôn. Còn làm gì? Ảnh bán đồ thể thao á, bán xe đạp thể thao rồi đó. Dạ. À, anh đó thì không biết, anh chỉ biết anh bán đồ thể thao thôi. À, để sạp sắm phụng. Không có số liên hệ ha. Anh xuống hệ cho em nhắn sau, anh có cái kẹt không? Cho em xin cái kẹt đó ha. Rồi chặt luôn. Nhìn anh vui vẻ ha. À. Dạ rồi cảm ơn anh ha. Dạ chào tạm biệt, chúc anh mua ăn đắt nha. Ok. Dạ 46 sắm phụng. Đây để em hỏi thăm cái gì Bảy cái nữa, nói gì Bảy là bà mũi. Ừ. 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 Ừ.
Ở đây là sạp 46 A Ngọc Kinh. Dạ. Chú cho hỏi thăm dì Bảy. Dạ. À, cái chị Dân với ông bà Tùng á, cả là hỏi thăm dì Bảy với bà Muối và Mũi. Muối và Mũi tại hai tử không có giấu thì con không đọc không được, nên rồi hỏi thăm dì Bảy nè, rồi gặp bà Muối rồi em hỏi thăm dì Bảy giùm chị, rồi nên ghé lại sang ủng hộ rồi hỏi thăm, gửi lại hỏi thăm con bà Tùng với chị rồi, Dân. Dạ, cảm ơn nhiều, em biết rồi. Dạ. Dân với bà Tùng đúng không? Dạ. Biết rồi. Đi mấy chục năm rồi. Đúng rồi, biết rồi. Nên là nhớ bà con lắm. Không có dịp về. Rồi sẵn đây nè, em đi chợ đây nè, ủng hộ mọi người rồi. Dạ, muốn quay hình bà Bảy đúng không? Dạ. Chắc muốn thấy hình bà con. Dạ, bà Bảy. Cho quay bà ngoại. Bà ngoại. Cảm ơn. Em gửi. Dạ. Gửi là hỏi thăm ông bà Bảy. Dạ không, chị ở đây, chị Bảy đây. Vô quay đi con. Dạ con xin phép quay xíu hình ảnh kỷ niệm, không phải đài truyền hình. Quay xíu hình ảnh kỷ niệm gửi cho ông bà Tùng á, gửi lại hỏi thăm bà con ở chợ cũ. Dạ ông Bảy ngủ, đang ngủ rồi, đang ngủ. Ông bà Tùng ở 102 á, hồi xưa bán hủ tiếu. Dạ 30 năm rồi. Ừ. Chị Dân với anh Dũng gửi lời hỏi thăm hàng xóm, người buôn bán trong chợ nè. Bây giờ mấy anh chị ở đâu? Ở bên Cali á. Dạ anh Dân hỏi đó vậy. Dạ. Anh cũng xin xin phép quay xíu hình ảnh ở Cali luôn. Dạ. À. Đó rồi. Ủa anh mới về hả? Anh về hôm qua. Về hôm qua hả? À. Rồi vậy là chắc ở gần chị Bảy hả? Không. Biết bên dưới Cali nhưng mà ở đâu, tại anh ba anh là ở vùng Phú Long Thọ. Dạ. À, ở Little Sài Gòn hả? Ở Little Sài Gòn á. Dạ. Dạ con chào bà. Ông bà Tùng gửi là hỏi thăm bà. À. Dạ. Chúc bà sức khỏe. Dạ. Hôm nay cũng chúc cho anh. Dạ không, con ở đây rồi mất liên lạc bà con lâu rồi. Nên không có hình ảnh gì bà con. Nên giờ nhờ con xin số hình ảnh ở gia đình mình gửi lên ảnh cho ông bà coi cho nó vui. Lớn tuổi rồi. Hôm bữa có dịp bà có dịp về nhưng mà mưa bão mà không có dịp lại đây. Dạ bà cũng lớn tuổi á. Rồi sẵn nhờ con đây con gửi em số hình ảnh. Em là YouTuber vậy đó hả? Dạ. À em cho là tên gì đó? Vinh Lâm TV á. Minh Lâm TV. Vinh. Dạ. À, dạ. Dạ. Thì em ở đây nè, ở gần đây nè. Anh hay coi đi mấy cái YouTuber thế ai mấy cái. Nhờ tụi em thì đó cái là cái như là cái cầu nối giúp cho những người này kia cái đó. Dạ. Hay lắm. Dạ. À, không cái nào anh có anh thường xuyên coi là. Dạ. Coi như lúc coi được. Dạ. Nói chung mình làm cũng gì có ý nghĩa bà con thì à, vui. Cứ quay gì quay đó ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Bà con ở đây nhiệt tình, cái chợ cũ này em quen quá trời, đi nhiều lần lắm rồi. Nên chị Bảy bạn á, chị thích. Rồi chỉ nhờ đi giáp chợ okay, gặp bà số bà con hàng xóm. Đúng rồi, anh Tùng cũng quen với gia đình. Dạ. Ở đâu bà ở đây, ra kể nhiều kỷ niệm. Dạ. Chợ cũ là chợ nhiều kỷ niệm nhất luôn ha. Bà năm nay làm 80 tuổi. Dạ. Nhìn bà hút hậu, nhìn bà trắng. Nè má. Dạ. Má tôi. Dạ. Anh Tùng cũng biết. Về ở đây đó. Dạ. Ở tối mỗi lần về ở trên đầu nè. Dạ. Em ảnh thức phải không? Dạ. Nhưng mà mình về chủ mình đi lâu giờ mà bà cũng làm về. Dạ. Ủa hồi xưa là ông bà Tùng ở đây? Ở đây nè. À ở căn nhà này. Ở căn nhà này. À, bán phở nữa nè. Bán phở hủ tiếu. Rồi sau này bán lại cho bà. À. Đi nước ngoài. Dạ. Mới là để lại. Dạ. À, xưa đó mình bán ngoài này mà gia đình bà già gửi đồ đây mấy chục năm. Dạ. Nói chung là thân gia đình vậy đó. Dạ. Nói chung bà con bên đó tình cảm lắm. Đi muốn về nhưng mà điều kiện này nọ, thời gian rồi không cho phép. Đâu phải về một bữa hai bữa. Nên ở là tháng. Dạ. Còn rồi mổ mắt hai bà cũng về đây ở. Dạ. Như mình nghỉ trong nhà vậy đó phải không? Dạ. Con cháu nước gì là mình đi làm cho. Dạ. Cũng đứa nào cũng nhau được đó. Dạ. Về nó thiệt. Tôi mới nói nãy nè. Dạ. Cái kêu quạt này nó cứ quạt lên trên mát rồi. Dạ. Ý nè mát. Không về không nhận đó. Sửa. Đấy,
anh chồng anh Tú lắm. Dạ. Mà tôi cũng ở Cali mà tôi không biết, nếu có dịp nào mà anh xuống với chỗ khu phố Lộc Thọ với tôi Sài Gòn á. Dạ. Thì đó từ ở nghe chị bảy nói là từ Phúc Lộc Thọ tới tới nhà chị là 20 phút. 20 phút. 20 phút hay 2 tiếng gì đó. Ồ, hình như cỡ đó, hình như cỡ 2 tiếng. Chắc 2 tiếng là xa lắm, 2 tiếng xa lắm. Chắc cỡ 20 phút quá. Nếu mà 20 phút nó bằng ở ở Sài Gòn mình á, đi ra khoảng độ là hơn gần tới Vũng, nếu mà 20 phút mà đi đường freeway là đường xa lộ đó. Dạ. Yeah. Là nếu mình tính chắc tới Biên Hòa. Dạ. À, nếu mà 20 phút. Bển chạy lẹ lắm, bển chạy lẹ lắm. Còn mà đường trong thành phố đó thì 20 phút ở đây thì cũng cỡ là quá tiêu. Dạ. À, nhưng mà 20 phút trong đường trong rồi. Về đây chắc qua Tết, anh về đây chơi chắc qua Tết. Anh chơi 2 tuần à. 2 tuần. Thì năm nào anh cũng về đây thăm gia đình má anh với bà. Chị em anh. Dạ. Hôm đó nhiều khi về 1-2 tuần cũng là có vấn đề ha. Con cái đi học đồ này nọ đồ vướng víu tùm lum. Gần như khô khu ấy. Dạ. 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 Ừ, không có làm, Mỹ nghỉ đi thôi gì cái ta cũng 4-5 năm rồi. Dạ. Hồi xưa đi làm thợ móng tay mười mấy năm. Dạ. Rồi thôi chắc tới đây hỏi thăm xíu gửi cho chị Bảy với ông bà Tùng. Gửi lời thăm gửi lời thôi đó. Dạ. Gia đình gửi lời thăm anh Tùng cho gia đình nhà. Dạ. Anh Tùng. Thôi con chúc bà năm mới vui vẻ nhiều sức khỏe. Chúc anh tết vui vẻ. Chúc chồng anh Tùng lúc nào cũng mau. Dạ. Năm mới vui vẻ. Happy New Year. Dạ. 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 Ủa vậy là anh ông bà Tùng là cỡ tuổi ai ta? Ông bà Tùng cỡ lớn lắm. Lớn hơn. Nhỏ hơn má chứ không. Dạ. Tuổi phải không? Dạ. Chắc 10 tuổi, nhỏ yeah. 10 tuổi, 17 tuổi. Dạ. Yeah. Anh chỉ lớn hơn tôi nhiều. Dạ, dạ. Chắc trên anh người này cũng xăm mấy em á. À, nói chung là gia đình chị Bảy ngày nào cũng liên hệ nói anh nói chuyện lại con à. À coi như anh không em để anh biết nhiều khi anh lên YouTube anh bấm cái tên của em ra để dạ. Nhiều khi xem mấy cái bài của em. Dạ Vinh Lâm TV cũng dạ. Như là đăng ký. Dạ. Rồi anh nhấn chuông cho tụi em vui lắm là... nhiều người thơm mình á cái vô tình gặp bạn cái hàng xóm gặp nhau luôn hồi đó giờ đâu có biết cái kết tình thăm giao luôn. Đó, những người cái gì Vinh Lâm TV. Vinh Lâm bấm chữ nè. Dạ. Anh cũng có nhiều người và bạn đất Sài Gòn ngày nay nữa vòng vòng ở Sài Gòn ngày nay. Rồi à giờ gì Sài Gòn vậy đó. Cuộc sống Sài Gòn. Cuộc sống Sài Gòn rồi anh cũng đăng ký dạ. Cho dạ. Nhiều hoa búp đồ này nọ. Dạ, dạ. Dạ. Mà anh chưa biết cái dạ. Nickname của em. Dạ của em là Vinh Lâm TV. Vinh Lâm TV mình viết sao ta? Vinh. Dạ. Bình thường vậy đó hả? Dạ bình thường vậy thôi. Nên đăng ký cho em chứ gì Vinh. Dạ cảm ơn. Dạ. Lâm. Lâm. À mà viết thường nó không cần không có dấu gì hết. À viết thường thôi hả? À viết không có dấu. À viết mà. Sát luôn ha lấy cho chắc. Viết Lâm. À. Đó là sai rồi. Vinh Lâm. Dạ rồi. Đây. Dạ. Đăng ký cho tụi em với gia đình đang cũng đông dạ. Xem á. Dạ. Thì anh đăng ký cho em chứ không sao đâu. Dạ, cảm ơn anh. Đăng ký nè. Chưa xem đăng ký rồi anh nhiệt tình lắm. Không sao chứ. Mình tại vì em là dạ. Cầu nối tốt. Dạ. Cái này mình nhân rộng cho lại mình thấy cần phải chia sẻ cho. Dạ. Những hình ảnh kỷ niệm nhiều khi hồi anh xưa anh đâu có điều kiện quay phim như bây giờ. Anh coi hoài tại vì dạ. Anh thấy đúng như cũng hư rồi. Dạ. U non ở bên Mỹ á. Cho anh em thì thường xuyên quay những hình ảnh kỷ niệm cho bà con thôi à. Ok, rồi dạ. Cảm ơn em dạ. Nhiều dạ. Ha. Đó, dạ. 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 Cảm ơn bà, hãy chúc bà sức khỏe. Dạ. Chúc anh đang Tết ở đây vui vẻ nha. Em cũng vậy ha. Dạ. Chúc gia đình vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Em quay lại quay từ ngoài, quay tới vô tới đây luôn hả? Dạ, quay từ đầu chợ okay, cuối chợ vậy luôn nè. Đầy đủ nha. Dạ em đi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Lấy em cái kẹo chuối đây nè. Lấy em này bán sao ta? 100.000 ký. Lấy em nửa ký nè. Dạ. Thích ăn cái kẹo này nè. Ngon anh thử ăn cái chơi. Dạ được rồi, có. Dạ dạ. Dạ không, em ở đây. Em ở đây hả? À, dạ. À, nhập cầu với kết nối bà con thôi. Ở đây anh quay dạ. Cho bên nước ngoài xem. Dạ.
những hình ảnh kỷ niệm mà sau nhiều năm sau coi lại thấy nó vui vui. Đúng rồi. Là những khu mà ngày xưa bây giờ giải tỏa mất tiêu rồi, coi lại kỷ niệm. Nãy giờ mua quá trời, mua một dòng Sài Gòn. Sẵn đi chơi luôn phải không? Dạ, sẵn đi chơi luôn. Đi tới đâu gặp bà con đi. Dạ có rồi. Đường hoa quý huệ chưa? Dạ chưa, nó đông quá không có đi. Cái đó chắc vài ngày nó đi. Dạ. Ở nhà đông lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chắc đông dữ. Dạ. Em đi chị. À dạ. Dạ. Giờ hỏi dạ chắc đầy xe rồi. Đây là sạp Ngọc Trinh như ngày xưa ha. Ngày xưa giờ cũng tên đó luôn ha. Anh đi cầm em đó. Rồi chắc ôi con lấy hàng cô. Cô con lấy hàng. Cô khàn khàn. Cô à, để cô kinh doanh chứ lóc nhỏ nữa không? Nhỏ là cái gì ta mua mới là mua nè. Lóc đủ thứ nè, đủ loại đây 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 đây. Đây bà con đây rất là nhiệt tình. Đưa vậy nữa à? Nè đấy đấy, lên lên, dạ. Là sao mới chờ vô. Để lên đi. Rồi đi. Rồi cháu xin tạm dừng video tại đây ha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và được sức khỏe. Chúc bà con mua may bán đắt. Nhanh hết hàng để về từ nhà ăn Tết vui vẻ nha. Lẽ cái video này hơi dài à, bà con mình thông cảm. Một vòng chợ lớn, có một vòng chợ cũ. Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con đã giúp em thực hiện cái video này. Những cái video quý giá. Rồi, cuối đường hết.